Là tỉnh miền núi, những năm trước sản xuất nông nghiệp ở Bắc Cạn nhỏ lẻ và manh mún, nhưng từ khi xác định nông lâm nghiệp là hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Cạn đã xây dựng được một số vùng chuyên canh cây trồng, tạo ra nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, hướng đến xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như là Nhật Bản và châu Âu, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Tại nhà máy này, mỗi năm thu mua khoảng 500 tấn quả mơ của người dân tỉnh Bắc Cạn để chế biến. Toàn bộ sản phẩm làm ra xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này, doanh nghiệp đã liên kết với người dân xây dựng vùng nguyên liệu sạch với diện tích hơn 500 hectare. Đây cũng là sản phẩm nông sản đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn xuất khẩu với số lượng lớn ra nước ngoài. Sản phẩm mơ hiện nay thì trong khoảng 3 năm gần đây là 2018-2019 và vụ mơ năm 2020 thì tỉnh đã cái nguyên liệu để phục vụ cho cái xuất khẩu này đã được khoảng hơn 2.000 tấn. Và cái công ty chế biến chính và xuất khẩu chính là công ty Misaki đang hoạt động ở tại khu công nghiệp Thanh Bình của tỉnh Bắc Cạn. Với diện tích gần 1.000 hectare, rong giềng là cây trồng chủ lực của tỉnh Bắc Cạn. Đây là nguyên liệu để sản xuất miến rong. Sản phẩm miến rong Bắc Cạn đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Gần đây, một số doanh nghiệp từ châu Âu cũng đã đến tìm hiểu để đưa mặt hàng này sang tiêu thụ tại thị trường đầy tiềm năng này. Hiện nay chúng tôi đang làm việc với cơ sở về giá cả cũng như là cái mẫu mã bao bì. Sau đó mà tất cả mọi cái thông qua thì chúng tôi sẽ tiến tới là đàm phán về các cái điều kiện của hợp đồng. Xác định khi sản phẩm nông sản được xuất khẩu sẽ đem lại lợi ích cao cho người dân, hiện nay tỉnh Bắc Cạn tập trung xúc tiến, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản để vươn ra thị trường các nước trên thế giới.